Tiệp cây cảnh chia sẻ một cây lộc vừng cổ thụ rất là đẹp nhé. Do cải tạo cái ao này là bác ấy muốn chuyển nhượng cây lộc vừng này. Tiếc lắm nhưng mà cây lộc vừng nó quá đẹp. Đây các bạn nhìn đằng xa đây khung cảnh ao đây. Giữa cái đảo ao. Đấy. Tán rất là tròn. Đấy, vừa đo cái vành gốc của là 90. Anh cái vành gốc được 90, thoát thân khoảng 50. Cây cao thì cây này nó cao khoảng cỡ 5 mét, gần 5 mét. Tán rộng thì tán phải 6 mét. Đấy, rồi quay gần cận cảnh nha. Đây là giữa cái ao. Ông cải tạo cái ao này khá thành cái nhà đây nên là ông phải chuyển nhượng cái lộc vừng này. Đấy. Đúng. Đây, lộc vừng nha. Đây, bác chủ nhà đây. Đây, quay cái này vanh gốc là 90 nhá, thoát thân của nó 50. Chia cành rất là đều. Dăm cành đều lắm. Đấy, bạn trồng gốc này. Đây nha, chia tam đa nhé. Húc lộc thọ nhé. Đây một cành này, hai cành này, đấy, ba cành này. Tam đa sau đó chia đều. Tán nó đẹp lắm. Có quay đi. Đứng đây quay tán nó. Dăm tán rất đều. Cái này mà về trồng ở sân vườn thì quá đẹp. Ông ơi, bác đọc số điện thoại của bác đi, hoặc của Hậu cũng được. 0912 0912 062 062 221 221 Tùng, cây này Tùng. Bác Tùng ở thị trấn Hữu Lũng nhá. Bác mong muốn cây này là bao nhiêu tiền bác? 7 triệu. 7 triệu nhá, đấy nhá, bác báo nhá, còn cái số điện thoại có rồi. Đấy. Cây này đẹp mà giá rẻ nữa đấy. Bác cần phải nấp ao, chuyển cái ao mục đích khác lên là bác bán cái này đi. Đấy các bạn nhá, vành nhắc lại cái vành dưới giữa chỗ này là 90 này. Đấy, vành chỗ bé này nhất là 90 này. Tức là đường kính như này là 30 này. Cầu cao thoát cân gốc này. Cái này đào ra còn bẹ gốc nữa kìa. Đẹp lắm. Sao rồi bác, cháu quay kỹ lại cho anh em nó nhìn cái răm tán ở bên trong. Đấy. Đây cành nó chia rất đều. Đây như kiểu là cắt tỉa đi, nhưng nó đều. À. Đấy nha. Anh làm hợp khu cây lộc vừng này nhá thì cứ điện thoại trực tiếp cho bác Tùng. Đấy. Để thương lượng ép giá bác ấy, mong muốn của bác là 7 triệu thì các điện thoại trực tiếp. Đấy, còn nếu mà không ấy thì điện cho mình là số của mình là Tiệp Cây Cảnh là 0989 389 871. Rồi ok. Đấy, cái ao của bác ấy đẹp quá. Đấy, quay lại các bạn ở cái nhá, các bạn nhìn cái hình dung cây lộc vừng này mà trồng ở cái vườn nhà mình. Nếu mà điều kiện mà xây cái bồn cao lên nữa thì đẹp lắm. Đây. Vâng, cháu quay cái mặt bên kia nữa kìa. Đấy, quay tứ phía cơ mà. Đấy, sang bên cái mặt đường. Đây, các bạn nhìn cái mặt này mới là đẹp, mặt trên đường này. Đấy. Úi giời. Đẹp, và cái này nó buông hoa đỏ chứ bác. Đẹp như. Đấy các bạn nhá, đấy là mình do nó ở giữa ao lại chưa có nhé, nhìn tứ phía nó tròn. Đẹp chưa? Đấy quay. Đấy, quay tứ phía luôn. Đấy, ao nhá. Nào cũng cân. Cây này đẹp. Đẹp rất nhiều cây lộc vừng rồi nhưng mà chưa nhìn thấy cây lộc vừng nào đẹp như cái này. Nó cân đối, rất cân đối rồi, đẹp chưa? Đây các bạn nhìn này, đấy. Quá đẹp cây lộc vừng. Đấy, hôm nay chia sẻ bác cũng rất là muốn bán để sử dụng khác đi cái cây này nên là rất là dễ mua nhá. Bạn nào mà thấy cảm thấy nhất là địa trên địa bàn Hữu Lũng này. Giá cả thì mình đã đi chia sẻ gì. Chưa cái cây lục nào chia sẻ giá lại rẻ như cái này.
Thì thực tế là bác cái răng rất là cần bán nhá. Nhá, đẹp xin cả. Đây chia sẻ kỹ nhé. Có mấy cây thiết mộc nan nữa này. Mày đã đòi nợ thuê rồi nha. Thiết mộc lan này. Thiết mộc lan rất già nhé. Cái này già cô này. Tiệp xin chào nhá. Chia sẻ rất nhiều cây lộc vừng như chưa cây nào giá cả nó lại rẻ như cây này nhá, mà đẹp như cây này nhá. Rồi bác cũng do bác điều kiện chuyển đổi mục đích nên bác rất là muốn bán. Anh nào cần thì alo theo số điện thoại của bác nhá, hoặc là số điện thoại của mình. Xin chào, theo cái cảnh xin chào.